Chào mừng tất cả quý vị khán giả và các bạn đến với kênh đọc truyện Con Ma Nhà Họ Hứa và bi kịch của cô tiểu thư gia tộc giàu nhất, giàu có nhất Sài Gòn. Gia tộc họ Hứa và khối tài sản khổng lồ nổi danh Đông Dương. Trong những năm cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20, dân Sài Gòn có câu nhất sĩ nhì phương tam sường tứ hỏa để nói về tứ đại hào phú xứ Sài Thành thời bấy giờ. Sĩ ở đây là ông huyện sĩ Lê Phát Đạt, Phương là tổng đốc Phương, Hữu Phước Đỗ Hữu Phương là sường, là bá hộ sường, Lý Tường Quan Hỏa là chú hỏa, Hưu Bon Hoa nổi tiếng nhất trong tứ đại hào phú thời bấy giờ và vang danh tới cả thời điểm hiện tại, có lẽ chính là chú hỏa. Ông là một thương gia tài giỏi và giàu có bậc nhất Sài Gòn, vốn là người gốc Hoa. Người ta đồn rằng sở dĩ chú hỏa giàu như thế là vì gia tộc họ Hứa vốn nắm giữ ngân khố của triều Minh. Khi nhà Minh bại dưới tay nhà Thanh, cả gia tộc đã chạy sang Việt Nam trốn họa, mang theo tất cả số vàng bạc trong ngân khố để lập nghiệp nơi xứ sở mới. Có người lại kể rằng xưa kia chú hỏa vốn là dân di cư nghèo rớt mùng tơi, phải đi bán ve chai sống độ nhật. Nhưng có một lần ông mua ve chai nhặt được vàng, thế là có vốn gây dựng cơ nghiệp. Không ai chứng minh được lời đồn nào là đúng, nhưng nói chung việc chú hỏa có tài kinh doanh buôn bán thì không ai có thể phủ nhận. Nếu không dù có nhặt được vàng mà không biết nắm bắt thời cơ thì cũng có ngày miệng ăn núi nở. Chuyện thời bần hàn cơ cực của ông không mấy ai biết, nhưng đất Sài Gòn thời bấy giờ không ai không biết đến những công trình kiến trúc lớn mang lại vẻ phồn hoa của Hòn Ngọc Viễn Đông khi xưa. Chú hỏa lập lên công ty Hưu Bon Hoa cùng với các con trong gia tộc họ Hứa đã xây lên gần 20.000 căn nhà phố cùng hàng loạt những công trình kiến trúc, trong đó có nhiều công trình hoàn toàn để phục vụ cộng đồng như trường học, bệnh viện, chùa chiền. Ông và các con ngoài việc kinh doanh còn rất quan tâm đến công tác từ thiện. Người ta kể lại rằng không biết đã có bao nhiêu người dân Sài Gòn chịu ơn chú hỏa. Gia tộc họ Hứa từng chi tiền bao nuôi rất nhiều người nghèo lang thang cơ nhỡ trong thời gian dài. Những công trình kiến trúc như Phước Thiện Y Viện, nay là Bệnh viện Nguyễn Trãi, Trấn Y Viện, nay là Bệnh viện Đa Khoa Sài Gòn, Bảo Sân Viện, Đông Dương, nay là Bệnh viện Phụ Sản Từ Dũ, Chùa Kỳ Viên, Chùa Phụng Sơn, Thành Trí Học Hiểu, nay là trường trung học cơ sở Minh Đức, là những cơ sở được xây dựng để dân nghèo cũng có thể học hành, chữa bệnh và tu tập. Gia tộc họ Hứa thời bấy giờ phát triển vô cùng thịnh vượng, riêng bất động sản thống kê đã có tới hơn 30.000 căn nhà, trong đó có những dinh thự lớn dành riêng cho gia đình. Nổi tiếng nhất là dinh thự 99 cửa trên phố Phó Đức Chính, nơi mà ngày nay đã trở thành bảo tàng mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Trong sự nổi tiếng cho đến ngày nay của gia tộc chú hỏa không chỉ ở việc gia tộc này đã từng giàu có ra sao, mà là tấm bi kịch về cô tiểu thư xinh đẹp Hứa Tiểu Lan, người được cho là con ma nhà họ Hứa. Con ma nhà họ Hứa hay bi kịch của cô tiểu thư bạc mệnh nổi tiếng nhất trong số những bất động sản của gia tộc có gốc Hoa lại chính là dinh thự nằm trên mặt tiền số 97 Phó Đức Chính, ngay quận 1 ở Sài Gòn. Và dinh thự này là nơi mà cả gia tộc họ Hứa sinh sống, có 99 cánh cửa với vẻ đẹp lộng lẫy cổ kính của kiến trúc Âu Á hài hòa. Những lời đồn thổi đậm chất niêu chai về con ma nhà họ Hứa cũng xuất phát từ chính nơi đây. Theo lời người dân đồn lại truyền miệng với nhau thì chú hỏa có tất cả 4 người con, 3 người con đầu là con trai nối nghiệp cha, có tài sản kinh doanh giỏi, giúp ông rất nhiều trong công việc làm ăn. Nhưng để nói tới người con mà chú hỏa yêu quý nhất thì lại không phải là trong số 3 người con này, mà là cô con gái út xinh đẹp có tên Hứa Tiểu Lan. Người ta kể rằng cô
Tiểu thư nhà họ Hứa vừa đẹp người lại vừa đẹp lếch nên được chú Hoài rất cưng chiều. Nhưng tới khi cô đến tuổi trăng tròn thì chẳng còn vui vẻ như xưa mà lúc nào cũng u sầu. Chẳng bao lâu sau cô biến mất, ngay cả gia nhân cũng không ai biết cô chủ đã đi đâu. Bạn bè và đối tác làm ăn có hỏi thăm đến thì chú Hỏa một mực không trả lời. Nỗi hoài nghi càng ngày càng lớn, nhất là khi kẻ ăn người ở trong nhà cứ đêm đến lại nghe thấy tiếng khóc nấc nỉ non của cô con gái. Những lời đồn thổi về cô tiểu thư xinh đẹp bắt đầu xuất hiện, nhưng chẳng bao lâu sau thì chú Hỏa báo tin dữ cho bạn bè, con gái chú mắc bệnh hiểm nghèo mà chết. Do người chết vào giờ trùng tang không tiện làm lễ lớn nên không mời quá nhiều người. Thi hài cô tiểu thư xấu số cũng nhanh chóng được an táng ở khu biệt thự nghỉ mát ở Long Hải, Vũng Tàu của gia đình. Theo quan niệm dân gian, người chết trẻ thường linh hồn khó siêu thoát mà vẫn vương vấn trần gian. Sau cái chết của cô tiểu thư trẻ, những lời đồn thổi càng ngày càng nhiều. Người ta kể rằng có hai tên trộm nghĩ nhà chú Hỏa giàu có, nhiều đồ tỷ tám quý giá chôn theo con gái lên đã đào trộm mộ. Sau khi nắp mộ bật mở thì chẳng hề có gì bên trong cả, thi hài người chết lẫn đồ tỷ tám đều không có. Dân tình bàn tán có thể cô gái quả thực đã chết, nhưng chú Hỏa vì thương con nhỏ đã phải nằm dưới nền đất hẳn nên chẳng đành lòng chôn cất, mà dùng phương pháp bí truyền của người Hoa tẩm ướp thi hài cô gái nhỏ rồi để trong phòng cô ở trước kia để cô gái vẫn được ở bên gia đình. Gia nhân trong nhà cũng cho rằng hồn cô gái vẫn chưa siêu thoát mà đêm đêm vẫn hiện về đứng bên cửa sổ khóc than cho số phận bạc bẽo của mình. Người khác thì quả quyết đã từng nhìn thấy có bóng trắng ẩn hiện trên khung cửa sổ trong dinh thự. Lời đồn đại kinh dị nhất về con ma nhà họ Hứa là khi có anh thợ điện vào dinh thự để sửa chữa bảo dưỡng đường dây điện trong tòa nhà thì nhận thấy trên tầng cao nhất có một căn phòng đóng kín cửa. Anh ta tò mò để ý thì thấy gia nhân đẩy hai thức ăn vào phòng qua khe cửa. Trong phòng lúc này cũng có tiếng gào khóc la hét. Người thì cho rằng đó là do anh thợ điện tưởng tượng mà kể ra cho vui chuyện. Xong kẻ khác lại tin rằng cô tiểu thư cành vàng lá ngọc kia chưa hề chết, chỉ là cô đã mắc bệnh tâm thần nên bị nhốt ngay tại nhà mình mà thôi. Không có một lời đồn đại khác về cô tiểu thư này, tuy có phần giống với lời kể của anh thợ điện, nhưng chỉ khác ở chỗ cô Hứa Tiểu Lê không phải mắc bệnh tâm thần mà cô đã bị bệnh phong cùi. Phải biết rằng thời điểm đó phong cùi là bệnh không có thuốc chữa, người bị bệnh ăn mòn chân tay khắp người nở nếp. Bệnh phong còn được gọi là bệnh hủi, dân gian còn có câu tránh như tránh hủi, đủ biết căn bệnh này nghiêm trọng tới mức nào. Chẳng những là bệnh vô phương cứu chữa, với hiểu biết hạn hẹp của người thời bấy giờ, phong cùi là còn gọi là bệnh lây lan. Ai mắc bằng này nếu không tự bỏ xứ mà đi cũng bị người đời hắt hủi. Con gái rượu tự nhiên mắc phải bệnh này, chú Hỏa thương xót vô cùng, đi khắp nơi tìm thầy chạy chữa, tốn biết bao nhiêu tiền mà vẫn không có hy vọng khỏi bệnh. Thương con đang như hoa như ngọc nay bị bệnh phong cùi hủy hoại nhan sắc, không muốn bị người đời bàn ra tán vào nên chú Hỏa sắp xếp cho con ở trong căn phòng tối trên tầng cao nhất của căn dinh thự. Cô tiểu thư nhỏ sống trong đó như ngày đoạn tháng, không ai được gặp mặt, kẻ hầu người hạ mang cơm nước quần áo cho cô cũng không được vào mà chỉ đẩy đồ ăn qua khe cửa. Họ không được phép nhìn ngó lung tung, phải đi lùi cẩn thận là thế, cũng yêu thương là thế, nhưng cuối cùng chú Hỏa không giữ được cô con gái nhỏ bên mình. Một ngày nọ, cơ thể bé nhỏ của Hứa Tiểu Lan không chịu được sự dày vò của bệnh tật nữa mà từ bỏ sự sống. Con gái chết, chú Hỏa đau xót vô cùng. Căn phòng trước đây nơi cô ở vẫn được giữ nguyên, và quả đúng như lời đồn hai tên trộm kia dự đoán, thi hài tiểu thư họ Hứa không được chôn cất mà được đặt trong lồng kính ướp xác. Chẳng mấy chốc đã đến ngày giỗ đầu cô tiểu thư bạc mệnh. Chú Hỏa thương con nên đặt
may một bộ áo đầm trắng là màu cô thích mặc nhất khi còn sống, lại mua cho cô một con búp bê biết nháy mắt hiện đại nhất thời bấy giờ, cũng cùng một đĩa cơm gà. Hôm ấy bà Vũ già lên dọn phòng, cô chủ như thường lệ thì giật mình kinh hãi, hét lớn rồi chạy ra khỏi phòng như bị ma đuổi, miệng lắp bắp: "Cô chủ về, cô chủ về." Sự lạ xảy ra trong căn phòng âm u nơi tầng cao nhất ấy. Nắp hòm bằng kính bật mở, con búp bê không ai giữ mà đứng thẳng lên lồng kính, đôi mắt nháy lia lịa như đang trò chuyện với ai đó, còn dĩa cơm gà kia chẳng biết ai ăn mà chỉ còn phân nửa. Trong khi cửa phòng khóa chặt, chỉ khi bà Vũ lên dọn dẹp mới mở ra, trong phòng cũng chẳng có dán chuột gì. Chú Hòa cấm gia nhân không được tiết lộ bất cứ điều gì ra ngoài. Ngay trong ngày hôm đó, gia tộc họp bàn rồi tức tốc đem thi hài tiểu thư đi chôn bí mật ở một nơi cách xa thành phố. Nhưng sự đã xảy ra đâu có dễ dàng biến mất, ngay cả khi thi hài cô gái không còn ở trong dinh thự nữa, người nằm mỗi đêm lại nghe thấy những tiếng khóc khóc than lỉ non từ căn phòng trên lầu cao nhất của cô tiểu thư hồng nhan bạc mệnh. Dẫu chú Hòa đã từng mọi cách để bưng bít, nhưng tin đồn cứ thế truyền đi, con ma nhà họ Hứa trở thành nỗi kinh hoàng mà bất cứ người dân Sài Gòn nào cũng biết. Thậm chí năm 1973, câu chuyện về hồn ma Hứa Tiểu Lan còn được hãng phim tư nhân Dạ Lý Hương dựng làm phim. Nhà sản xuất giới thiệu nó là phim dựa trên câu chuyện có thật về bi kịch nhà chú Hỏa lấy tên là Con Ma Nhà Họ Hứa. Phim ra mắt trở thành một bộ phim ma đầu tiên của điện ảnh miền Nam nước trước ngày giải phóng năm 1975, tạo tiếng vang lớn khiến cho câu chuyện huyền bí lưu trai về linh hồn cô tiểu thư xấu số của gia tộc từng một thời lừng lẫy đất Sài Gòn cứ thế lan truyền vén màn, và bí mật về linh hồn cô gái trẻ con ma nhà họ Hứa. Và dinh thự nổi tiếng nhà họ Hứa vốn có 100 cánh cửa, nhưng khi việc thiết kế đã bị viên tòa quyền người Pháp bắt bỏ đi một cửa và không cho mở cửa cổng, chính vì cổng này lớn hơn cổng dinh toàn quyền, nay là dinh độc lập. Gia tộc nhà họ Hứa sau khi chú Hỏa mất vẫn phồn vinh. Trước ngày giải phóng, họ đã sớm di tản qua sang Pháp. Sau ngày giải phóng, dinh thự đã được chính quyền trung dụng làm bảo tàng mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Theo lời nhân viên bảo tàng thì căn biệt thự này vốn được xây vào năm 1929 bởi con trai trưởng của chú Hòa. Dinh thự được xây trên nền của căn biệt thự cũ, phía sau tòa biệt thự có phiến đá hoa cương ghi lại sơ đồ các phòng trong dinh thự, trên đó không hề có tên của cô tiểu thư xấu số nhà họ Hứa. Tuy nhiên đây cũng là điều dễ hiểu, bởi khi mà tòa dinh thự được xây thì chú Hòa sớm đã không còn. Ông đã mất vào năm 1901, cả chục năm trước khi các con xây dinh thự trên nền đất cũ. Và như lời đồn về con ma nhà họ Hứa thì chắc hẳn cô con gái nhỏ sớm đã qua đời trước cha mình. Những lời đồn đại thực hư hư về hồn ma cô tiểu thư bỗng chốc trở lên vô căn cứ, bởi sau khi cô mất, dinh thự mới được xây, ngay cả chú Hòa còn chưa một ngày sống ở căn biệt thự này. Làm sao có căn phòng ma ám nơi cô tiểu thư được ướp xếp? Song theo một số ghi chép thì năm 2006, có người tự xưng là cháu mấy đời của chú Hòa tên là Edith Hugh Bonhoa khẳng định ông Hugh Bonhoa Hứa Bổn Hòa vốn chỉ có 3 con trai mà thôi. 3 người con trai ông lần lượt Huỳnh Trọng Tấn, Tang Hun, Hugh Bonhoa, Huỳnh Trọng Tán, Tang Chân, Hugh Bonhoa và Huỳnh Trọng Bình, Tang Phiên Hugh Bonhoa. Trong gia và họ Hứa không ghi chép tên người con gái nào của chú Hỏa. Người ta cho rằng những lời đồn thổi qua hơn 100 năm đã đầy tính lưu trai đậm chất tâm linh. Có thể đúng là có cô tiểu thư họ Hứa, đúng là cô gái không may mắc bệnh phong cùi mà qua đời, nhưng vốn dĩ chẳng có hồn ma nào. Trước khi cô gái chết có than khóc cũng là điều dễ hiểu, bởi bệnh phong không có thuốc chữa. Từ một cô gái là tiểu thư như thư nhà giàu, như hoa như ngọc,
từng ngày chứng kiến nhan sắc cơ thể bị bệnh tật hủy hoại, không khóc than mới là lạ. Người ta không hiểu biết gì về cuộc sống giàu sang trong dinh thự bề thế đó. Từ câu chuyện bi kịch thêm kinh dị để giai đoạn thêm phần gây cấn cũng là điều có thể hiểu được. Tuy nhiên, trong cuốn sách Ngôi mộ cổ nhà họ Hứa của Phạm Đình Phong có viết rằng cô con gái chú Họa tên là Hứa Tiểu Lan mất vì bệnh nan y, được chôn cất trong ngôi mộ cổ cạnh nghĩa trang Biên Hòa. Thực hư đó chỉ là lời văn được thêm thắt qua trí tưởng tượng của nhà văn, hay sự thật là vậy giờ chẳng ai hay biết. Chú Họa chỉ có 3 người con trai, hay còn có một cô con gái diệu cũng chẳng ai hay. Bí mật về bi kịch nhà họ Hứa có lẽ sẽ mãi mãi bị chôn vùi theo dòng thời gian dưới những lớp đất sâu lạnh lẽo chẳng thể nào minh chứng được. Chúc tất cả các bạn nghe đọc truyện vui vẻ. Hẹn tất cả các bạn và quý vị khán giả ở video kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại.